Cái phương tiện mà muốn đo được độ thì người ta sẽ dùng cái đo độ như thế này. Đấy, đo độ nó có hai cái vòng tròn, đo độ chuẩn là cái đo độ nhìn rõ ràng chia từng mục từng độ như thế này, và em nhìn thấy nó có hai cái vòng tròn trong đây này, em nhìn thấy vòng tròn trong này nhỏ này. Đấy, bắt đầu từ số 0, đây, số 0 này 10, 20, 30. Như vậy từ 0 đến 10 nó chia là 10 vạch. Đây, từ đây đến đây chia là 10 vạch. Mỗi một vạch này là một độ. Như vậy 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 8, 9, 90 độ đây. 100. Cứ như vậy 150, 160, 170, 180. Như vậy ở cái đo độ thường thường người ta trang bị cho chúng ta 180 độ ở vòng tròn từ trái qua phải. Ngược lại, từ phải qua trái thì người ta lại trang bị ở cái vòng tròn lớn ở ngoài này. 0, 10. Đây số 0 này, em nhìn thấy là số 0 bên phải này. Đấy, số 0 đấy. Bắt đầu từ số 0 này là 0 độ này. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 độ đây. Cứ như vậy. 120, 150, 170 và đến cuối cùng mới là 180. Có một đặc điểm ở cái đo độ này, đó là hai vòng lấy cái số bên trong và bên ngoài cộng lại luôn luôn ra 180 độ. 170 với 10 đôi nào cũng là 180 độ hết, nó bù trừ cho nhau, gọi là hai cái đôi số bù nhau 100 và 80. 80 và 100, 80 vòng ngoài và 100 vòng trong. Đấy. Tương tự như vậy, 30 và 150. Và đo độ thì bao giờ người ta theo vòng nào thì theo một vòng thôi. Như vậy tác dụng của cái đo độ này là cái gì? Là dùng để đo độ thôi. Cái này gọi là cái đo độ, thước đo độ cũng được, cái đo độ cũng được, nó là nửa cái vòng tròn. Em có thể đã có rồi. Hạn chế dùng cái đo độ màu đục. Đo độ như thế này gọi là đo độ màu đục, tức là nó không trong suốt, khó nhìn. Hạn chế dùng cái đo độ kiểu như thế này. Nó cũng như thế thôi. Tức là dùng rất là đẹp, nhìn rất là đẹp, mua thì có thể là đắt đấy. Nhựa cứng dày, nhưng đặt cái này nói chung là hạn chế dùng. Nên dùng cái trong suốt như kia dễ nhìn. Đấy, em nhìn thấy nha. Như vậy là hạn chế dùng, chứ không phải không có thì tốt thôi, nhưng mà nếu đã đi mua có sự lựa chọn thì ta nên lựa chọn những cái trong suốt để quan sát. Đấy, nó có loại to loại bé. Loại bé thì nó như thế này, để tím, nhưng có cái loại to đùng như thế này, cũng có cái loại vừa vừa như thế này, đúng kích thước ở thực tế nó như thế đấy, tùy các em. Nhưng nên chọn loại chung chung, đừng to quá đừng bé quá nhìn hại mắt. To quá thì nhiều khi đo góc bé nó cũng khó. Như vậy cái đo độ này tác dụng là gì, chúng ta cùng sang phần cách đo góc. Như vậy trước hết chúng ta có một cái góc như thế này, một cái góc như thế này. Đó. Đặt tên là góc X, O, Y. Góc Y. Vậy thì đây là một cái góc. Vậy cách đo góc như thế nào? Chúng ta cùng cách làm như sau. Cái này là 30 độ đúng không thầy? Không, các em cứ mà chi, mỗi một hình nó khác nhau chứ, hình thì giáo khác hình các em nhá. Đây ví dụ cái đo độ như thế này, các em từ từ các em dịch cái đo độ vào, đặt cái điểm O của cái điểm O này này, các em quan tâm cái điểm O này này nhá. Đây điểm O, cái đỉnh O này đó, ta quan tâm cái đỉnh O này, đây gọi là đỉnh O. Chúng ta đặt cái tâm của cái vòng tròn này này,
nó đúng cái đỉnh hoa đấy và sao cho cái nó trùng luôn vào cái TOI. Em nhìn thấy chưa? Rồi để thầy giáo dịch lui ra hình này để cho em nhìn nhá. 30 độ mà thầy. Đó. Đúng 30 độ mà thầy. Đấy là hình của em, còn hình người khác thì khác. Rồi, bây giờ chúng ta thì dịch luôn cái hình ra đây. Chúng ta đo, đây nhìn đây, đặt đúng đây. Trùng đúng nha. Như vậy, chúng ta quan sát thì sau. Khi đặt vào thì các em để ý cái điểm O này. Nó trùng đúng vào cái tâm của cái vòng tròn. Và cái tia từ O đến I này, đây cái O I này, nhìn thấy chưa? Đây, cái tia O I màu đỏ đấy. Tia O I này. Đấy, cái tia này. Nó trùng đúng vào cái điểm O này. Điểm O lúc này điểm O này, điểm O vòng ngoài, à, điểm không vòng ngoài. Đây các em thấy này, đừng nhìn vào số 180 độ này nhá. Chỗ này nó có 0 độ và 180 độ này. Cái tia này nó đang chỉ vào số 0 ở bên phải. Như vậy chúng ta sẽ đếm từ số 0 này, đếm lên này. 0, 10, 20, 30. Đây các em nhìn thấy số 30 chưa? 0, 10, 20, 10, đếm vòng ngoài, đừng đếm vòng trong nhé. Nếu đếm vòng trong là 150 độ là sai đấy. Bởi vì là 150 độ phải đếm từ cái 0 bên trái cơ, nhưng mà cái y này nó cứ chỉ vào cái 0 bên trái đâu. Cái tia nó chỉ vào số 0 nào thì số 0 đó chúng ta sẽ đếm từ số 0 đó. Như vậy là chúng ta có cái góc này là 30 độ và chúng ta ghi góc x o y bằng 30 độ, x o y bằng 30 độ, hay là góc o bằng 30 độ nữa, hoặc là góc y o x bằng 30 độ cũng được. Rồi chúng ta nhấc cái độ này ra một cách bình thường. À, cất đi bình thường. Ngựa lại lấy ra rồi. Đó, và chúng ta có thể trang trí thêm cái hình này. Đây, góc kem khoanh vào đây. Và đây ghi là góc 30 độ. Nhẹ nhẽ vào đấy. Đó, đấy là gọi là cách đo góc. Đây là cái góc mà cho sẵn, cái góc MAN, chúng ta sẽ đặt cái đo độ lên xem nó như thế nào. Nếu MAN thì các em tưởng tượng là cái đo độ nó như thế này. Nếu đặt đo độ vào chúng ta đặt này. Đặt vào đây. Đặt thế này đúng hay sai? Đặt này đúng hay sai? Bạn Hương đây chỗ nào? Vì cái đường thẳng ở cái thước nó không trùng với cái đường thẳng NA. N. Như vậy trước hết là người ta phải xoay thước như thế này này, một là trùng tia nào đó, nhìn thấy chữ O chưa? Vì cái hình này nó rộng nên cho rộng nó làm chút để mà dễ nhìn thôi. Đỉnh A trùng trùng đúng với cái điểm O này. Đây, thế còn cái này thì các em có thể xoay. Hả? Đặt như này đúng hay sai hả bạn? Nào. Sai, sai, Đặt sai, sai. đúng hay sai?
Sai. Tận Hà đúng Sai. không? Hà. Hà ơi. Tận này đúng hay sai? Sai, sai, sai. Đúng không? À, bây giờ chúng ta phải đặt vào đặt lại này. Nhìn nha. Đặt đúng đỉnh O, đỉnh A nhá. Đó, sau đó xoay. Xoay này. Cái điểm cái chữ O nó vào đúng như tia AM. Quá này, như này là quá rồi này. Chung rồi này. Dịch làm sao đúng à? Dịch nó bị. Đáp này chuẩn chưa? Đáp này đã chuẩn chưa? Bắt đầu chúng ta Rồi đếm, ạ. rồi chúng ta đếm với số O, chữ O đây. 0, 10, 20, 30. Bao nhiêu độ đây? 40 độ. À, 40. 40 độ, như vậy. 40 độ, chúng ta hiểu cái góc đấy là góc 40 độ nha. Như vậy là cất cái thước này đi. Cất cái thước này đi. Đấy. Góc này là góc 40 độ. 140 độ như thế. Ảnh này. Chồng này lại sai về cái sai nào đấy. Thì Tính cái nó bên trong được, không hỏi tính cái bên ngoài đâu. đây giờ đây rồi, rồi tốt quá, đang không thấy anh nào hỏi thì cái đoạn đấy đây nhá. Em nhìn thấy chưa? Tùng nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Như vậy cái tia đời tia A đây này, nhìn thấy chữ A đây chưa? Rồi ạ. A đây, nhìn thấy nhá, A đây, tia N đây chưa? Rồi ạ. Đây, tia N đang chỉ vào số 0 này, nhìn thấy số 0 này chưa? Rồi ạ. Đấy, số 0 này này. Đếm từ số 0, 0 này, 10 này, 20 này, 30 này, 40 này, tụi nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Đấy, như vậy thì mới gọi là góc 40 độ thôi. Chứ còn lại nếu em lại nhìn cái số 100 140 này, như vậy là em đang đếm từ cái 180. Nha, đếm từ 180, 180 lại lùi 170 là sai đấy, phải đếm từ 0 cơ mà. Vâng. Đếm từ 0 như đây là đếm ngược từ 180 thì nó chỉ ra 140, Tùng nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Mà phải đếm vòng trong này là 0 đến 40 này, bắt đầu đếm từ số 0. Cái tia mà chúng ta làm chuẩn đấy này, cái tia N này nó chỉ vào số 0 nào chúng ta đếm từ số 0 đấy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ học cách đo số 2 là chúng ta đo đặt trên tia AM. Đây các em nhìn tưởng tượng này. Đây là tia A, lúc nãy chúng ta đặt lên tia AN. Bây giờ chúng ta đặt lên tia AM xem thế nào. Chúng ta hãy phải xoay lại cái này. Xoay lại, nó phải như thế này thì mới đặt lên tia AM được. Đấy. Muốn đặt lên tia nào chúng ta sẽ phải phải đặt lên tia đó. Đây. Các em tưởng tượng này là cái tia điểm A nó phải trùng với đây, dán nhức này ra để xa cái này một chút cho dễ nhìn. Đấy, cái tia điểm này này đang chưa trùng với A rồi, nhưng cái tia nó cái điểm O nó chưa chuẩn được, cho nên chúng ta phải xoay xoay sao cho nó khít vào cái tia AM thì thôi. Các bạn nhìn thấy chưa, khít chưa, chuẩn chưa? Như này là chưa chuẩn này, chúng ta dịch dần vào này, đặt cái độ nó làm sao cho cái điểm O nó tâm của cái đo độ nó trùng đúng với điểm A. Sau đó cái điểm O nó nằm trên cái tia AM vì chúng ta đang nhắm vào cái tia AM và phải xoay cái đo độ nó chiếu lên như vậy. Đó. Và bắt đầu chúng ta đếm. Chúng ta đếm bắt đầu này. Đây là tia A đây. Các bạn nhìn thấy nha, đây là tia AM này. Tia AM này. Nhưng chúng ta không quan tâm bởi vì nó đã được vẽ rồi. Tia AM ở đây. Đấy, chúng ta đếm quay lại đếm từ số 0 này, nhìn thấy số 0 này chưa? Số 0 này vào vòng trong hay vòng ngoài?
Vòng Ông ngoài. ngoài. Rồi, tiếp vòng ngoài Ngoài. tiếp đến này. 10, 20, 30, 40. Nhìn thấy đây chưa? Rồi ạ. Rồi, như vậy cũng vẫn là 40 độ thôi. Nha. Là cất đi và chúng ta vá cái hình này đi. Đấy. Như vậy chúng ta đã vẽ xong hình. Bây giờ chúng ta thử xem bài của các bạn xem thế nào. Hình nào đây? Để xem mình ta vẽ xem người chuẩn không đi. Đấy, cái đo độ như này. Cái đo độ trong suốt như này thì có lẽ là nó cũng hơi khó nhìn trong cái hình này. Xoay lại. Xoay cho nó ngồi vào cái tia, không biết là cái tia dưới là tia gì, tên chả con. Chuẩn chưa? Đó. Rồi chúng ta đếm này. Đây. Đến từ số 0 này. 0 này vòng trong hay vòng ngoài? Trong Vòng trong. 0. À vòng ngoài chứ, 0 là vòng ngoài chứ. 10, à, 20, ngoài ngoài 30, 40, 45 nó ở đây cơ mà. 45, 50 đây này. Nào ngoài qua cái của em nó có ghi cái số nhỏ 45 đây, khi em đo nó trùng luôn. Đây. chuẩn không? Cái chuẩn luôn. Kiểm Ờ, tra. thứ năm. Được rồi. Hãy không rồi thì đó kiểm tra lại nhá. hơi nhỏ. Nó sẽ khác nhau ở chỗ nào đây xem này. Bạn bạn Tùng à, bạn Quang lưu ý này. Cái điểm A bây giờ cái điểm A em vẽ nó quá to. Quang nhá. Vâng. Đây bây giờ thì nó đặt chỗ này này, đặt lui ra bên ngoài một chút thì nó 45 này. Nhìn thấy chưa, đặt đâu thì cũng là điểm A. Nó nhỏ nhỏ thôi chứ. Làm cái to trông khổng lồ như này thì biết đặt nó ở chỗ nào. Nhìn thấy chưa? Cho nên là thầy Rồi nói ạ. chấp nhận cho em làm cái sai số như thế này, nhưng mà đi, như đến đây thì tức là phải đặt lệch ra như này thì nó mới ra đến 45 độ. Còn dịch lui vào điểm A thì trông nói cái này được phép dao động, cái điểm A to đùng, nhìn cái phần đen đen thấy chưa? Xoay chỗ nào thì nó cũng là đấy, cho nên là thôi cái mỗi hình em nhìn chung là vẽ ngoài bút nho nhỏ thôi mà vẽ dứt khoát, đừng có vo cái điểm như này. Thì cái điểm A của các em vẽ vo như này to đông như này, xong rồi vẽ tia AX thì AI như này nhìn xấu lắm nhá. Rồi ok. Đấy, bây giờ chúng ta lại tiếp tục xem cho cái hình bên trên này xem nào. Vậy cái hình này thì đo như thế nào, mặc dù là cái hình này nó đây các em nhìn cái hình này nào đây, bé tí thế này thì biết đo như nào. Giờ chúng ta đặt này, vẫn đặt này, đấy đặt này. Trong thực tế đấy, các em muốn biết đo chuẩn thì phải học cách đo. Đấy, đây các em xoay này, trùng thì dễ. Đấy, các em nhìn thấy chưa? Trùng thì dễ đây, trùng đây. Cái tia kia thì không không biết nó cái chỉ vào đúng số 90 hay không, trông thì có vẻ vậy thôi nhưng mà phải nó phải vọt qua lên cái 90 này. Các em tưởng tượng lấy cái em đang bắn súng chẳng hạn, nó bắn từ dưới này bắn lên không biết nó cái trúng cái 90 hay không. Đấy, muốn vậy thì các em phải làm sao, Kéo dài hơn. nó thì tự kéo dài ra chứ, thì nó phải lấy bút mới kéo dài ra chứ, thì nó mới chuẩn được chứ. Muốn vậy thì phải tự kẻ dài thêm. Đây. Lấy cái thước, nhìn thấy cái thước chưa? Đặt chung vào. Kéo dài ra thì nó mới chỉ được vào chứ. Đây. Kéo dài ra. Đấy. Dưới này thì cũng vậy, nếu dưới này thì không quan trọng. Nó trùng như dưới này thì dễ rồi. Đấy, chúng ta thử nghiệm tạm vậy thì đã. Quan trọng là có cái điểm mũi tên bắn lên. Đây, bắt đầu cho vào sự kiểm tra này. Này trông hơi vướng, nhấc lên cho đỡ vướng. Nha. Đây các em tưởng tượng này, đây, mấy cái này thì kéo rộng nó ra tí.
Tóm lại là cái đo độ thì to mà cái góc thì lại bé. Thế chúng ta phải tự kéo dài cái góc ra để mà đọc được cho nó chuẩn. Còn có mà nhắm đây này, em tưởng tượng xem nào, nó chỉ phải đúng số 90 không? Đúng số 90 không? Đấy. Đấy. Đấy nha, em nhìn thấy cái góc này, cái góc này nhìn thấy, nhìn cái điểm, cái điểm tâm O này. Đấy, dịch sao cho nó chuẩn ở dưới vở, các em phải chi tiết vậy đấy, tỉ mẩn vậy đấy. Chuẩn. Chưa chắc đã chạm vào 90 đâu, các em nhìn kỹ lại xem nào. Điểm O đây. 90 là đây cơ mà. Lạch thế ơi. 89 này à? 89 thôi. Ví dụ như hình này, đây giống như ở cái kim đồng hồ ấy. 90 độ này, 89 này, đây này, nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Thêm một chút này, thêm một chút này, nó cứ đi dần dần, giống như cái kim dây nó đi dần dần chứ. Đấy, như vậy là phải kéo dài như này thì các em mới thấy được là cái sự vẽ của mình có chính xác hay không. Như vậy, ở đây chúng ta kết luận lại một lần, đó là cái điểm O lúc này, cái tia lúc này nó không chỉ đúng 90 đâu, cho nên là như hình vẽ thì nào đây, vẽ bừa. Hình vẽ người ta cho chứ không phải người ta bắt mình vẽ đâu. Như vậy ở đây thì nó đọc là từ số 0 này, đây số 0 này, số 0 vào ngoài nha. Đến cái số này là 89 thôi, chưa đến 90. Đấy, như vậy là 89 độ. Ta lại cất cái độ này đi. Chúng ta ghi nó là 89 độ. 89 độ. Vẽ vào đây thôi. Còn tùy các em, có thể là 90 là do hình vẽ của mình. 89 độ. Đấy, các em thấy là góc này góc 89 độ. Vậy là chúng ta đã vẽ xong. Như vậy chúng ta rút ra một bài học, đó là trước hết muốn vẽ thì phải đặt đúng cái đo độ vào cái một trong hai cạnh, và phải liên tục phải xoay cái đo độ, xoay đặt cạnh nào cũng được. Đấy, và cái nửa nửa cái đo độ ấy là nó phải chứa cái tia kia. Đấy, và chúng ta nếu cái góc gặp cái góc bé tí thì phải kéo dài nó ra ít nhất là một tia thì mới vẽ được. Còn nếu nó góc mà to rộng dài rồi không cần. Đấy. Như vậy chúng ta đã hoàn thành bài tập 1. Bây giờ chúng ta thực hành bài tập số 2 như sau. Bài số 2. Bài số 2. Gọi góc trong các hình vẽ sau. Như vậy ở cái bài tập 2 này nó có hai cái góc, góc X, OM và góc A, OB. Đó là hai ý A, B. Chúng ta thấy là cái đo độ thì to mà cái góc này thì nó quá bé. Như vậy chúng ta phải vẽ kéo dài một tia ra. Thôi cái tia OX thì nó ná ná nằm ngang, thì chúng ta kéo dài cái tia OM ra. Chúng ta dùng cái thước kẻ, chúng ta xoay thước kẻ trùng một cái tia OM, chúng ta kéo dài ra. Làm sao để cho nó cái chiều dài của nó bị dài hơn cái, nó phải dài hơn cái đo độ. Đó, đấy. Chúng ta kéo dài ra này. Đó, kéo dài ra. Đấy, tưởng tượng này nó đã vượt qua cái đo độ. Tưởng vậy. Nó chúng ta bắt đầu đi đo. Đặt thước thoải mái. Đây, chúng ta bắt đầu đặt cái này vào đây, xoay. Xoay cái đo độ làm sao cho nó ngồi vào cái tia OX. Chúng ta tưởng tượng nó coi như nó là ngồi vào đấy đi. Đặt kê chuẩn vào đấy đi. Đấy. À, trùng cái tia OX đây. Ngồi vào. Tia OX đây. Trùng đúng vào điểm O. Đấy, cho nó ngồi đúng vào điểm O. Thì chúng ta chỉ chỉ vào đâu chúng ta đếm đấy thôi. Đó, đến đây rồi. Rồi chúng ta đếm. Chúng ta đếm từ điểm O. Điểm O ở vòng trong hay vòng ngoài ấy nhỉ?
vòng trong. Rồi, đây chúng ta thấy nó vòng trong đây. Đây này, điểm O này, nhìn thấy chưa? O nó vòng trong, đó là chúng ta đếm xem nó chạy đâu này. 10, 20, 30, 40, 50 này. 90 này, đây 90 này, này rồi này, 90 này này. 100, 130. 130 rồi. Nếu mà vượt đến đây sẽ 140, đây 135. Đây nhá, ở giữa 130 với 140 này có cái vạch ngắn ngắn ở phía trên ấy. Nhìn thấy chưa? 130 này, 140 này. Đây là 135 này. Vạch thêm một độ nữa này. 136, 137 độ. 137 độ. À, đến đây rồi, 136 độ. Đấy, 136 độ. Thế thôi. Vậy chúng ta có cái hình vẽ này là 136 độ. Có hàng ở đây chưa? Hả? Thầy em gửi rồi. Được rồi, từ từ thì nó sẽ xem. Như vậy chúng ta điền đây là 136 độ. Rồi. Và cái góc này 136 độ này. Đấy, chúng ta điền vào đấy. Tiếp tục chúng ta đo góc bên này. Chúng ta lại cũng phải xoay cái độ. Cái này nó nằm trên một đường thẳng rồi. Nên chúng ta chỉ xoay cái độ sao cho nó khít với cái ngồi đúng cái dòng kẻ. Chuẩn chưa? Đây, trùng lên đầu tiên nó trùng nữa này, xong dịch dần vào này. Nhìn kỹ đấy, cái này phải tỉ mỉ lắm đấy. Đó. Em nhìn thấy đấy. Như vậy đếm vòng nào thì đếm. Em đếm vòng nào nó cũng đếm từ không đây. Từ không đếm từ vòng từ không đến sang bên này nó chỉ có 180. Đấy là vòng từ trái có phải. Còn nếu mà từ phải qua trái đếm thì không vòng ngoài, không vòng ngoài. Nó cũng ra đúng cái 180 độ này. Như vậy cái góc này chắc chắn là 180 độ. Như vậy góc này sẽ là 180 độ. Chúng ta 180 độ nó hơi ký hiệu nó hơi xấu. Lại là vào cái cung này 180 độ. Duỗi hết cỡ rồi thôi. Rồi. Và các em lưu ý này. Cái góc này gọi là góc tù. Góc tù. Góc tù. Góc này gọi là góc bẹt. Góc bẹt. Vậy thì bạn nào cho biết tên là góc tù là góc như nào? Góc tù là nó ai biết? Vượt. Ai biết từ đây? Em biết. Bạn nào? Tùng nữa à? Gọi là góc tù là những góc có thể là nhiều hơn 90 độ. Rồi, tức là giữa góc từ 90 độ đến 180 độ, không tính hai cái điểm đấy. Hơn 90 độ ạ? Ờ, hơn 90 độ, tức là... Bắt đầu từ 91. Không phải, từ hơn 90 và bé hơn 180. Tóm lại lớn hơn 90 độ thì là góc tù. Còn góc bẹt là góc đúng vào 180 độ nha. Góc nhọn thì là bé hơn 90 độ. Như vậy chúng ta sẽ có mấy khái niệm như sau. Góc tù. Góc tù là một cái góc mà thầy giáo đặt tên là một góc là góc A nào đó đi. Lớn hơn 90. Nhỏ hơn 180. Góc nhọn. Góc nhọn thì từ 0 độ, 0 nhỏ hơn A, nhỏ hơn 90. Còn nếu mà đúng bằng 90 độ thì gọi là góc gì? Góc vuông. Góc vuông. Rồi, góc vuông. A đúng bằng 90 độ. Còn tiếp là góc bẹt. Góc bẹt. Thì A bằng bao nhiêu độ nhỉ? 90. 180 độ. 180 độ. Rồi. Đây là cái những cái ấy mà các em cần phải lưu ý. Thế nào là vuông, góc nhọn, góc tù. Rồi. Đấy, sau đó thì nó sẽ kiểm tra bài của các em nhá.
Hai, nhớ kiểm tra bài bạn Hương vẫn đo cá nha. À. Rồi, nó không to ra. Tất cả các góc em tưởng tượng là to hay bé nó đều to chuẩn hết. Rồi xem nào. Hương thì nên lấy cái đo độ nó màu sắc một chút. Có lẽ là nó sẽ dễ nhìn. Đấy, cái đo độ này. Đây, cái hình tượng cũng thế thôi. Bạn đo cái chuẩn không? Thì cho to là chút nhé. Cái hình tượng này. Vì cái hình bạn rất là to. Đây, nhìn thấy chưa? Đúng rồi đấy. Này, chúng fit chưa? Chúng fit thôi. Chỉnh đi thầy. Ngang một tẹo nữa. Ý là hơi xoay xem nghiêng tí nữa đúng không? À. Này gì được chưa, trùng khít chưa, dịch dần ra quay độ nhỉ. Tất nhiên có sai số không sao cả, ta đếm thôi nè, ta đếm nha. Đây đỉnh O đây không, nó đếm 100, đếm ở đây là 90 rồi này, 110, 120. Thầy dịch xuống một tẹo nữa đi thầy. Đây là 125, 124, đấy, thôi được rồi, nên là như vậy là hình như hình này thì đang là đang chúng ta đang hiểu đây là 124, đấy, còn lại là lý do là cái điểm O của bạn đang rất to, mình đang phóng to lên mà. Đấy, cho nên là nó sẽ có cái sai số hình vẽ cho nên là phải dịch lưu lên một chút. Đấy. Thì nó là 123. Hiểu chưa? Ừ, không sao cả nha. Cái này là do cái góc độ. Cho nên là bạn Hương lưu ý này. Bạn Hương cần phải rút kinh nghiệm một chút là vẽ cái góc O này. Hương nhá. Cái điểm O này, cái góc này này. Cái chỗ này nhìn nó đã tù tù rồi. Giống như kiểu mình mài đi nó không sắc ấy, như kiểu có cái mũi dao nó không sắc ấy. Nó phải nhọn như cái đầu kim ấy thì đo nó mới chuẩn, chứ còn đấy nó hơi, nó phải nhọn như này này đấy, chứ còn lại hơi cong quăm như này nó khó đo lắm. Bạn Hương hiểu chưa? Đây là hình cái kiểu tay này, đây là cái kiểu tay này đấy, đấy cơ bắp cuộn cuộn này này đấy. Chưa? Đấy, cái góc đấy, nhưng mà góc này nó khó đo, chỉ hình thù thôi nhá. Đấy, nhưng mà cái góc nó phải là kim chỉ, cái góc nó phải gãy vuông vắn nó lên. Hương nhá, Hương ơi. Đấy, cái thứ hai nữa là bạn Hương lưu ý nữa là kể cả các bạn khác thế thôi, nói bạn Hương nói cả lớp ấy, cái điểm ký hiệu cái chữ A này nó chỉ xinh xắn với ai để nó như này nha. Cái hình như thế này thì làm thế nào, ví dụ như này thì điểm A đấy, nên như này thôi, ví dụ điểm A dịch lưu vào đây nho nhỏ này thôi, chữ A này, Hương thấy chưa? Đây nho nhỏ này, nếu muốn tô đậm lên thì phải tô nữa, nó là một cái hoa hệ nho nhỏ lên xinh xắn rồi chứ. B này, ai để trong trình hình như này, A này, B thì thấy chưa? Đừng làm vậy nha, cố gắng thử nha. Muốn vẽ bất kỳ một góc nào, trước hết các em cứ vẽ thông thường, cứ vẽ một tia nằm ngang đã. Đây, cứ vẽ một tia nằm ngang đã. Đây, thước thước thật của chúng ta đây, vẽ một tia nằm ngang, vẽ đúng một cái dòng kẻ ấy nhá. Đây, chúng ta tưởng tượng cái vòng ô ly của chúng ta nó đang như thế này, nhìn thấy chưa? Đấy, chúng ta đặt đúng vào cái dòng ô ly của mình ấy. Đúng vào dòng ô ly nhá. Đây thì nó chuyển màu cho nó dễ nhìn. Đây, một góc này. Một tia đã. Sau đó là chấm vào một cái góc đấy đi. Đây. Góc đây. Đấy. Sau đó bắt đầu đặt đo độ. Đo độ mới bắt đầu rồi.
Góc độ. Đấy, tìm góc độ đã. Đang bắt đầu tìm góc độ. Tìm góc độ đặt lên. Đây, góc độ đây. Góc độ. Chúng ta tưởng tượng ở đây, đặt đúng ở đây. Nhìn thấy chưa? Đúng à, sau đó là cái góc 40 độ. Chúng ta tưởng tượng góc đây là 40 này. Như vậy số 0 ở vòng ngoài 10, 20, 30, 40 đây. Chúng ta chấm một chấm vào cái đầu trên này này, nhìn thấy chưa? Em nhìn thấy cái đầu chấm này chưa? Đây này. Nhìn thấy chưa? Đấy, nhưng mà chấm một chấm thôi. Chấm một chấm ngay trên cái đầu số 40 này đấy. Chấm một nhát thôi, đừng có chấm nhiều, đừng có nhe nhét ra như này nhá. Không nhìn thấy gì đâu. Và cũng đừng chấm xa xa đây, khó nhìn, nó không chuẩn. Chấm sát vào nó mới chuẩn. Đấy, sau đó chúng ta nhấc cái độ ra. Đấy, sau đó chúng ta lại đặt cái thước vào. Đây là hình cách vẽ thật đấy nhá, vẽ đúng ở trong vở chúng ta đấy. Đặt thước vào. Nối từ cái điểm vừa vẽ đấy, vừa chấm đến với cái điểm gốc của chúng ta. Em làm giống y thầy luôn. À, đúng rồi, vậy là tốt rồi. À, đấy, đừng vẽ dài quá lên như này nhá. Đừng vẽ dài quá như này, nhìn hình nó xấu. Như này nhìn hình rất xấu này. Đấy, nó phải hai tia nó phải ná ná bằng nhau. Hai tia nó phải ná ná bằng nhau, như vậy là cái áng áng nó đến đây thôi. Đấy, hai cái tia nó ná ná như nhau. Như vậy chúng ta góc này là góc 40 độ. Đấy. Và chúng ta nhớ là đặt cái thước kẻ lúc ban đầu ấy, cái tia chúng ta đặt là góc, đặt tên góc đi, góc M, AN chẳng hạn. Cái tia AN là cái tia chúng ta vẽ ban đầu. Vẽ ban đầu thì đừng có đặt sảy khỏi cái dòng kẻ. Ví dụ như này là đặt sảy khỏi dòng kẻ này. Đấy, vẽ xong mà nó lại tưởng tượng là cái thước kẻ chúng ta lúc đầu nó như thế này. Đây, cái lúc đầu như này, đang lẽ nó trùng vào dòng kẻ đây, mình lại nằm ở giữa dòng kẻ, nó chơi lơi như này. Thế lúc vẽ hình ra thì ngay cái chỗ điểm A này, các em tưởng tượng cái chỗ điểm A này nó có tới 2-3 cái dòng kẻ đây nhá. Một dòng kẻ bên này này. Đấy, một dòng kẻ trên này này. Một dòng kẻ giữa này, nhìn rất là hoa mắt. Như vậy thì chúng ta nên đặt làm sao cho cái thước, ngay cái thước ban đầu nó phải trùng đúng cái dòng kẻ của chúng ta. Thì cái hình vẽ nó sẽ đẹp và nó không bị cái dòng kẻ của chúng ta nó làm loạn xạ cái hình của mình lên. Như vậy chúng ta đã có góc 40 độ. Bây giờ chúng ta vẽ góc 90 độ thì cũng tương tự. Vẽ góc 90 độ thì đầu tiên chúng ta cũng vẽ một góc nằm ngang, một tia nằm ngang. Đấy, những hình vẽ thì chúng ta là như thế này. Một tia nằm ngang dài quá, đừng xấu quá, đừng ngắn quá, đừng to quá. Đây, chúng ta đặt đo độ lên, đặt đúng chuẩn. Đây, đặt đúng chuẩn này. Sau đó chúng ta chấm một nhát. Đây, nhìn trên này chưa? Chấm một nhát, chấm đúng cái đỉnh 90 đấy. Sau đó nhấc cái đo độ ra. Đừng có đặt thước đè lên cái đo độ để vẽ nhá. Còn lâu mới vẽ được thì vẽ làm sao được. Nếu để cái đo độ thì mà đè cái này lên không đè được đâu. Đây, nếu đặt cái thước lên như này thì nó lại đè lên cái đo độ mất. Cho nên chúng ta phải nhấc cái đo độ ra thì mới làm được. Nhấc cái đo độ ra này. Sau đó mới đặt được cái thước lên. Sau đó mới nối kẻ. Như vậy chúng ta có góc này là góc 90 độ. Góc này góc 90 độ. Em có cách làm góc 90 độ dễ hơn này ạ. Nói như nào? Góc nào? Làm như nào? Làm như nào Tùng? Giờ là mình lấy cái thước kiểu là có xong tin mình để ngang như này ra này. Rồi. Thế là mình chỉ kẻ thôi.
Rồi. Ngang và Vậy dọc. nó sẽ dễ Ngang và dọc cái gì? vào ngang dọc như này. Rồi ok, ngang và dọc là xong. Được rồi, nhất trí. Đây, đấy là một cái nghệ thuật đấy. Đây, đầu tiên là muốn vẽ cái góc vuông thì người ta vẽ cái tia nằm ngang, một đường nằm ngang. Đúng là dòng kẻ đi. Một đường nằm ngang như kiểu vẽ cái dấu cộng này, vẽ chữ L của mình nhỉ. Sau đó là lại bắt đầu xoay cái thước vuông lên. Xoay cái thước vuông lên. Vuông nhá, nhưng mà cái kỹ thuật vuông khó lắm phết đấy. Nha, chứ không đừng tưởng là xoay vuông mà dễ đâu. Đây là vuông này. Đấy. Nhưng đây mới là kỹ thuật này các em này. Thầy giáo có cái thước này là cái thước khá tốt. Nhìn vào phát nó có luôn cái số 90 này. Em nhìn thấy chưa? Nhưng trong trong thước của các em nó chỉ thẳng lì thế này thôi, nó không có cái số 90 đấy, thì làm thế nào? Ý em tưởng tượng là gì? Là phải đặt cái đường cái vạch dài nhất này, nó có vạch ngắn và vạch dài, cứ 10 cm nó có một cái vạch dài. Vậy đặt cái vạch dài đấy nó phải trùng đúng vào cái dòng kẻ của mình. Cái này phải luyện tốt thì mới được. Đấy, xong rồi nối. Đấy thì được rất nhiều góc vuông. Chứ đừng có đặt vào dòng ngắn nhé, đặt vào cái vạch dài dài này. Đấy, thì nó mới chuẩn được, là kẻ thoải mái. Cứ góc vuông như vậy chúng ta vẽ. Rồi, ok. Như vậy chúng ta đã có nghệ thuật vẽ góc 90 độ và ký hiệu góc vuông thì ký hiệu luôn một cái dấu vuông ở đây. 90 độ ở đây. Đó. Tiếp theo chúng ta vẽ góc 120 độ cũng hoàn toàn tương tự. 120 độ này. Tự các em vẽ vào. Đầu tiên cũng vẽ anh nằm ngang. Vẽ một anh nằm ngang. Sau đó đặt đo độ vào. Đặt đo độ vào. Chấm vào cái đỉnh đếm từ 0 đếm vào ngoài. Đếm như này đếm vào ngoài và chấm vào cái đỉnh 120 đây không. Đếm vào ngoài nhá. Đến đây mới có 90 này, 100 này, 110, 120 đây ở chỗ này. Đấy, chấm ti ti thôi. Sau đó đặt cái thước vào. Thước vào. Đặt thước nha. Đặt thước vào, chúng ta nối theo cái cách của chúng ta. Này, đặt cái đỉnh này. Chúng ta nối vào cái đường mà chúng ta vừa vừa mới chấm vào đấy. Nó có rất nhiều cách vẽ. Nhưng mà ở đây, các em tưởng tượng là chúng ta đặt thước đấy. Đặt thước vào đấy, chúng ta đặt thước rồi đấy, chứ không phải là vẽ bừa đâu nhá. Đây này. Đấy, 120 độ nha. Đặt thước như vậy chúng ta nối lại. Bản chất nó cũng thế thôi. Đấy. Nó sẽ trùng khít vào. 120 độ. Còn vẽ góc 180 độ thì đơn giản thôi, chúng ta có một cách vẽ đó là cứ vẽ một đường thẳng nằm ngang. Chấm vào là xong, vậy là xong. X, O, Y. Xong.